Alo, em chào chị. Chị ơi, chị đang muốn em hướng dẫn chị cái phần trên của chiếc đầm Maxi đi biển này đúng không ạ? Vậy thì em muốn hỏi chị một chút xíu. Như chị đang nhìn thấy ở trên hình ảnh mà chị gửi cho em, thì đây là một cái đầm, phần trên này là cái phần mà có thể nói là gọi là high bay, còn phần dưới này là cái phần mà dáng dài và dáng A. Và hình ảnh tiếp theo mà để nhận dạng ra cái váy này nữa là cái phần thân ở phần dưới này đang là một cái dáng A rủ và có độ dài đến sát mặt đất đúng không ạ? Có độ dài đến sát mặt đất. Và để có được một cái dáng A xòe rủ như thế này mà chiều dài như thế này thì cái khổ vải của các bạn sẽ khó mà đủ được. Cho nên là với cái đầm này thì sẽ phải có 3 mảnh, là gồm có hai đường can ở bên sườn và một đường can ở sống lưng để trao khóa. Đấy là những cái vải mà không đủ khổ chị nhá. Thế bây giờ em sẽ hướng dẫn chị nhanh về cái phần bên trên mà chị đang muốn em gợi ý nhanh để cho chị làm bây giờ. Thì em sẽ phác họa ra cái hình mẫu cốt của em, sau đó thì chị sẽ hình dung ra nó sẽ dễ hơn. Và bây giờ thì chị hãy nhìn lên màn hình để xem em hướng dẫn chị. Thứ nhất là chị sẽ vẽ ra cho em một cái hình cốt này ra này chị nhá. Chị vẽ cho em cái hình cốt mà như em đã từng hướng dẫn các anh chị đấy ạ. Sau đó thì chị sẽ vẽ cho em, đây là một cái dáng đầm là dáng A xòe rủ, và chiều dài là đến mắt cá chân. Thân sau cũng vậy. Thân sau chị cũng phác họa ra cho em một cái dáng xòe, và dáng này gọi là dáng A xòe rủ. Đó. Sau đó thì cái phần cúp ngực này của chị này, ví dụ đây là hai đỉnh ngực, thì bao giờ cái khoảng cách giữa hai đỉnh ngực này chị lấy cao lên cho em, trong cái trường hợp này của chị khoảng 12 cm. Đấy, khoảng 12 cm chị nhá. Khoảng 12 cm này. Sau đó thì chị sẽ vòng cho em lên trên cái vị trí vừa xác định. Đó, vòng lên cho em cái vị trí chị vừa xác định này. Sau đó thì chị sẽ có một cái đường cắt ở vị trí chân ngực. Em sẽ cắt cái đường cắt này nó hơi vòng lên trên khoảng 3 cm so với đường hạ chân ngực. Sau đó thì ở vị trí eo này em cũng sẽ có một đường cắt, vì trên hình ảnh của chị là em có nhìn thấy có một đường cắt, và thậm chí là còn có cả bản đai nữa. Đấy, thậm chí còn có cả một cái bản đai ở đây nữa. Đó. Sau đó phần dưới này là phần rủ. Đấy, phần dưới này là phần rủ. Và ở vị trí ở điểm giữa này là em có nhìn thấy là của chị đang có một cái dây, có một cái dây và nó được vòng lên trên cổ, vòng lên trên cổ. Và hai bên cúp ngực này nó đang có các cái nếp rún, đang có các cái nếp rún. Và sau khi mà nó vòng lên trên cổ thì nó sẽ được cua sang đằng sau, thì đằng sau của chị sẽ là có một cái cạnh ngang như thế này. Sau đó thì chị cũng sẽ có một cái đường bổ như thế này, và chị cũng có một đường cắt ở sau lưng như thế này. Và đây là bản đai giống như thân trước, của chị đang có khoảng 3,5 đến 4 cm cái bản đai. Sau đó thì cái đằng sau này của chị thì chị vẫn nên sử dụng cho em hai cái ly cố định, hai cái ly eo ở trên, và dưới này là độ rủ. Đó. Và phần ở giữa này là phần tra khóa. Đấy, tra khóa chị nhá. Và cái dây của đằng trước này của chị này, nó được vòng ra đằng sau thì nó sẽ được sang hai bên như thế này. Đấy, đây là hai cái dây. Đó. Còn phần tay này của chúng ta thì không có gì rồi đúng không ạ? Em vẽ sơ qua để cho chị dễ hình dung. Vậy là thân sau là đơn giản đúng không? Bây giờ chủ yếu chúng ta ở thân trước. Vậy thì chị muốn cái phần rún này của chị mà khi mặc ấy, mà nó ôm với quả ngực và nó thật là vừa vặn và nó tôn được dáng, thì bắt buộc chị phải có cho em một đường cắt ở chân ngực. Cho dù hình ảnh của chị em nhìn không rõ, nhưng mà em cũng sẽ phải suy luận ra là có một đường cắt ở chân ngực. Sau đó thì cái hình ảnh của chị thì nó lại có một cái lỗ ở đây. Đấy, nó có một cái lỗ ở đây. Đó, thì cái lỗ ở đằng trước này này, thì chị đang muốn có cái lỗ đó. Cho nên khi mà chị cắt cái từ cái thân trên này xuống bên dưới này, thì nó đang có một cái hình như thế này và nó đi xuống dưới. Sau đó nó được tách sang hai bên để nó tạo thành cái lỗ ở đây. Em nói như vậy thì chắc là chị sẽ chưa hình dung ra được hết. Vậy thì bây giờ em sẽ cắt ra một cái mô hình bằng giấy, sau đó thì chị sẽ hình dung ra các phương pháp đóng mở ly để tạo thành các cái nếp rún, và làm thế nào để tạo thành một cái lỗ ở phía trước bụng và có một cái dây được luồn từ phía trước qua cổ và ra đằng sau. Đấy,